Và đây là top bảng xếp hạng L'Oreal Việt Nam. Trời ơi, ghê chưa? Wow! Beautiful! Mất sao rồi, Hayate có chắc mất sao rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình xin các bạn vài phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn đó là shop girl tụi VN. Như các bạn biết thì shop girl tụi VN là shop chính chủ của mình. Vậy nên nếu như các bạn nào có nhu cầu muốn mua tài khoản liên quân, muốn thử vận may hay là muốn ủng hộ mình thì các bạn nhớ ghé qua shop girl tụi VN nhé. Hiện tại bên shop của mình đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi. Ví dụ nhân dịp trung thu, mặc dù bây giờ là hết trung thu rồi nhưng mà vẫn có hậu trung thu đấy. Thế đây là bên shop của mình, ví dụ các bạn nạp 50k các bạn sẽ nhận được 1 lượt coin miễn phí, nạp 100k nhận được 2 lượt coin miễn phí, 300k nhận được 6 lượt coin miễn phí chẳng hạn. Thế nên các bạn nạp càng nhiều các bạn sẽ nhận được càng nhiều lượt coin miễn phí nhá. Ngoài ra để mà tránh gặp phải tình trạng lừa đảo, các bạn hãy truy cập số phần mô tả trong những clip của mình, ấn vào đường link đầu tiên dưới phần mô tả là các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình mà thôi. Đó là shop girl tụi VN. Cách tham gia vòng quay miễn phí là ở đây nha mọi người nha. Hiện tại mình có nạp 120k thì tương tự là mình sẽ nhận được đó là 2 lượt coin miễn phí. Ok, quay ngay. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều mục, sẽ có rất là nhiều phần thưởng. Ở đây các bạn nhìn thấy quả, ui, có những bạn quay được 100 guri, 1000 guri, 500 guri đây này. Phát quay của mình xem là phát quay đầu tiên xem ra cái gì nào. Trời ơi, 100 guri các bạn ơi, không mất tiền mà chúng ta được 100 guri và phát quay thứ hai. Đấy, cái điểm lợi của vòng quay miễn phí là như vậy. Ui, 200 guri rồi. Ok, hai phát quay của mình là được 200 guri nhá. Đây là vòng quay miễn phí này. Đấy, quay không mất tiền các bạn nhìn thấy qua là mình vẫn còn 120k này. Ok. Và ngoài ra bên shop của mình còn có rất là nhiều chương trình vòng quay khác, như vòng quay bóng đá đang được giảm giá 50%, vòng quay Kuniyamika, vòng quay lồng đèn, vòng quay trung thu và lật thẻ skin SSS nhá. Ngoài ra bên shop của mình nếu như các bạn nào muốn mua ạc liên quân trắng thông tin thì các bạn có thể vào đây. Thử vận may liên quân 9k, 20k, 50k, 100k thì các bạn có thể vào những mục như thế này tùy thuộc vào túi tiền của các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ test cho tất cả các bạn đó là lật thẻ skin SSS với 20k cho lần lật thẻ. Thì nếu như các bạn bỏ 20k các bạn sẽ có cơ hội nhận được 15.000 guri, 9.999 đi. Rồi 1.000 guri, 5.000 guri. Mình sẽ úp thẻ nha mọi người nha. Phát úp đầu tiên của mình xem ra gì nào. Úi ôi, 500 guri các bạn ơi. Phát đầu tiên ra 500 guri đây này. Tiếp tục phát thứ hai. Úp 100 guri. Đấy. Nói chung là tỷ lệ nó sẽ ngẫu nhiên. Phát úp thứ ba. 1.000 guri luôn. Trời ơi. Ôi, sương sương mình bỏ ra 2, 4, 6 chục thôi mà mình nhận được rất nhiều guri rồi. Phát thứ tư bùng nổ lên nào. Nope. Trời ơi, may mắn lần sau này. Tiếp tục phát nữa. Tích cực. May mắn lần sau thôi nhá, có lẽ là mình sẽ dừng tại đây các bạn ạ, bởi vì là mình cũng bỏ ra mấy chục rồi, mình cũng nhận được rất nhiều con đi rồi. Thì các bạn thấy qua là mình may mắn thì mình cũng có thể nhận được con đi, và mình xui thì mình vẫn rơi vào cô may mắn lần sau mà thôi. Ok, đây là mục lật thẻ skin SSS, các bạn có thể ghé qua shop girl tụi VN của mình để có thể thử vận may, và chúc các bạn may mắn. Bye bye người, bye bye. Và đây là top bảng xếp hạng L'Oreal Việt Nam, các bạn cùng quan sát qua. Mình sẽ chọn đó là mùa giải hiện tại cũng như là đấu hạng là 165 trận đấy. Ngoài ra thì tất cả mùa nhá, 1780 trận, tỷ lệ thắng 61%. Itsunohika, anata tachi mo onaji you ni Akira sama no ato o ou koto ni naru desho. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất may mắn khi mà có cơ hội trải nghiệm cục vàng top 1 server Việt Nam đối với cô nàng L'Oreal trang bộ trang phục thứ nguyên vệ thần. Cảm nhận của mình hiện tại mình đang cảm thấy rất run, bởi vì mấy khi được trải nghiệm cục vàng đâu. Nếu như trận đấu này mà múa không tử tế là bị đồng đội chửi cho sấp mặt, căn bản đồng đội của mình cũng đã nhìn thấy cục vàng rồi. Đấy. Rồi, đấy, team địch, ui dồi ôi, chưa gì đã cấu rỉa mất nửa cái máu của mình rồi. Mình đang muốn có một cái tuổi thơ nó yên bình một chút, chứ team địch là cho mình tuổi thơ dữ dội quá. Bên kia dầu, đây là phản ứng của Hayate nhá. Ui, rát, rát đá ghê vậy. Thôi mình về đây các bạn ạ. Ui, rát còn băng trụ, đã thế thì mình chiều luôn, mình quất luôn. Đấy, bốc ơi. Các bạn thấy chưa? May là có Nacros team mình tới hỗ trợ kịp thời đấy. Chứ không là vừa xong là mình có mạng rồi. Đấy. Chứ quả đấy mà rát băng trụ là một sai lầm. Mình cũng rất là cảm ơn bạn chủ ạc đã giúp đỡ mình, cho mình mượn cái tài khoản top 1 server Việt Nam như thế này để có thể là quẩy nhá, top 1 L'Oreal server Việt Nam. Và hiện tại thì các bạn chủ ạc ấy có kênh TikTok, vậy nên là các bạn có thể
follow kênh TikTok của bạn ấy để có thể tham khảo qua về cách múa, về cách lên đồ, về cách chơi Laurel. Bởi vì là bạn này cũng đạt được cái cục vàng rồi thì trình độ thì cũng rất là cao nhá. Thế nên là các bạn có thể quan sát qua trên màn hình, mình có để lại kênh TikTok của bạn ấy. Các bạn có thể là truy cập vào TikTok để có thể follow nhá, để có thể là tham khảo về cách múa Laurel chẳng hạn. Còn bây giờ mình sẽ hỗ trợ đồng đội. Nào, đúng với hỗ trợ đồng đội các bạn ạ. Đúng với tính chất hỗ trợ đồng đội là mình chưa kiếm được cái mạng nào cả. Vẫn móm thôi, vẫn chưa có mạng nào. Ok, Lavin thì đen rồi. Chắc là Lavin ăn ở không tốt nên là vừa xong trụ bắn Lavin. Mặc dù là team mình rất nhiều người băng trụ cơ mà. Đấy, Lavin chỉ biết chat và than thôi. Để mà sở hữu được cục vàng top server Việt Nam ấy thì các bạn biết rồi, sẽ phải trải qua rất là nhiều gian khổ, trải qua rất là nhiều trận đấu, kiên trì, không biết mệt mỏi là gì. Đấy, để có thể cầm được cái cục vàng. Bởi vì các bạn phải chơi được hay này, các bạn cần phải thắng được nhiều này. Thì lúc đấy ấy, các bạn phải chơi thật nhiều này, thì lúc đấy các bạn mới có thể là sở hữu được cục vàng Laurel nhá. Mà tính ra Laurel cũng là một vị tướng rất hot mà rất là nhiều người chơi. Để mà tranh chấp với cục vàng Laurel thì khó lắm. Ví dụ mà các bạn chơi ví dụ như là Lumbua chẳng hạn, thì các bạn chơi rất là dễ lên được cục vàng, bởi vì ít người quẩy cái vị tướng đấy mà. Đây nè, cho mình xin một mạng. Đây rồi, cuối cùng là mình cũng được một mạng sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân. Đấy, thế này là bản thân của mình rất là trân trọng, bởi vì bạn ấy cũng đã giúp đỡ mình. Mình đâu có cày Laurel nhiều đâu, nhưng mà đang như đang lành mình lại có cơ hội được trải nghiệm cục vàng. Thế nên là bản thân của mình cảm thấy rất là sung sướng nha. Ok, quay trở lại với trận đấu này. Hiện tại thì team mình đang ép rất ghê đường dưới kia. Cứ để cho đồng đội ép thôi, còn bản thân của mình cứ đẩy lính thăm ngàn nhá. Laurel là chất tướng late game, giữa game và late game mới có thể mạnh được. Đầu game thì múa cũng chưa được mạnh mẽ cho lắm đâu. Đang có Quillen này. Team ơi, úp luôn Quillen 3-1 cơ mà, mình sẽ băng trụ luôn. Bay vào, cho mình xin một mạng này thì Quillen bốc cơi. Ui, được lại mạng hỗ trợ. Khó ăn mạng quá, chứ gì mình hỗ trợ 4 từ đây này. Cảm giác bây giờ ăn mạng khó quá các bạn ạ. Băng trụ chơi rát bây giờ là mình cũng không muốn. Tầm này mà băng trụ chơi rát là hơi khó. Kể ra có cục vàng và quẩy cái bộ trang phục Laurel thứ nguyên vệ thần cũng cảm thấy xịn thật. Nhưng rất đáng tiếc đồng đội của mình chả có ai phản ứng gì nhá. Đáng ra phải trầm trồ. Mình cảm thấy rất là buồn, bởi vì Liên Quân ấy, người ta cài đặt khi mà loát trận thì chúng ta không thể nhìn được đối phương có cục vàng hay không. Đấy, chỉ là khi kết thúc trận đấu các bạn ra, các bạn check qua ấy, thì lúc đấy là chúng ta mới có thể nhìn được cái cục vàng của tướng địch. Lúc mà kết thúc trận đấu xong xem đồ các kiểu ấy, xem đồ của hai team. Chứ còn khi mà loát trận thời điểm đầu game là chỉ có team mình nhìn thấy được nhau thôi, chứ còn team địch là không nhìn thấy cục vàng đâu. Đáng ra là có cái cục vàng là phải khoe được cả hai team ngay thời điểm đầu được chứ, để cho team địch trầm trồ. Thế nên là mình hy vọng rằng trong tương lai Liên Quân có thể khắc phục cái điều này. Ok, bây giờ xuống úp luôn Azenka nào. Nào, ui có cả Quillen, sợ lắm nhưng mà kệ, cứ chơi bừa đi, quất luôn, cất luôn, một bè ra đi, quất luôn kể cả Quillen, thịt luôn, mẹ từ ai đây chứ đâu. Double kill, đừng có quay thường nha. Lâu rồi mình không muốn Laurel nhưng mà lúc nào cần thiết ấy thì vẫn có thể quẩy được. Mất sao rồi, Hayate có chắc mất sao rồi, chưa gì đã xác định tinh thần sớm thế. Trận đấu còn dài mà, bây giờ mới hơn 6 phút đồng hồ thôi. Các bạn nào còn có cục vàng ấy thì các bạn nhớ liên hệ qua Facebook cá nhân của mình nhé. Mình sẽ làm clip trên ạc của các bạn. Lưu ý là ạc cá nhân của mình có cái đường link dưới phần mô tả, các bạn truy cập vào cho đúng nha. Nguyễn Trọng Việt đấy các bạn ạ. Đấy, đấy là Facebook của mình, có cái đường link dưới phần mô tả trong clip. Lại giao tranh, bây giờ phải dụ từng team địch lên cao cơ. Team địch ôm trụ như thế kia thì rất là khó đánh cái này. Dừng team địch bây giờ là bị team mình kiểm soát hoàn toàn rồi. Đấy, ok, có Batman từ từ để cho mình băng trụ phát. Mình xin việc nhẹ lương cao, thế là được 4 mạng rồi nha. Về video dành cho cô nàng Laurel thì trước tiên ấy, lúc đầu mình có lên cái trang bị Phượng Hoàng Lệ. Đấy, sau đó là mình lên trang bị dày giảm thời gian hồi chiều. Sau đó mình nâng cấp cái trang bị Phượng Hoàng Lệ lên thành Ngọc Đại Pháp Sư. Lý do là mình lên Ngọc Đại Pháp Sư giúp cho Laurel cứng cáp, trâu bò hơn. Và ngoài ra thì khi mà các bạn lên cấp độ là các bạn cũng sẽ được hồi lại lượng máu và mana. Như vậy thì các bạn sẽ trụ đường được tốt hơn nhé.
Ngoài ra mình sẽ lên đó là mặt nạ Berit này, vương miện Amex, huân chương cho và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị quả cầu bất tử. Dụ tiên địch lên cao cao một xíu này, sau đó mình bay vào. Bay lên nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Nào, mình cùng bay cao một mạng nữa. Đấy, ôi dồi ôi, sai, sai rồi. Trời ơi, đang bay thì gãy cánh các bạn ạ. Quillen nó chớp lấy cơ hội thật là nhanh. Quillen chớp lấy cơ hội rất nhanh khi mà mình lướt cho ai xịt một cái đang lao vào nó chọc cho không trượt phát nào luôn. À, các bạn nào còn có cục vàng ấy thì mình bảo vào cứ liên hệ Facebook cá nhân giúp mình nha. Hiện tại thì mình cũng rất là mong muốn được trải nghiệm đó là các cục vàng của các vị tướng. Bây giờ các bạn thử bảo mình mà cày một vị tướng để lên được cục vàng thì rất là khó, bởi vì lý do là mình phải làm clip rất là nhiều tướng mà đâu phải mình chơi mãi một con tướng được đâu. Để mà cày được một vị tướng lên được cục vàng top server thì lúc nào cũng cần phải auto chơi vị tướng đấy. Thế nên bản thân của mình chịu luôn các bạn ạ, không cày được nhá. Ok, quay trở lại với trận đấu. Được cái là team mình đang kiểm soát được rất tốt, team địch là chỉ còn 3 cái trụ mà thôi. Nick này thì cũng đang ở danh chiến tướng, nói chung là đánh ở danh chiến tướng thì cũng căng ra phết các bạn ạ. Giờ chỉ cần bắt lẻ được đối phương là có thể kết thúc được trận đấu ngay. Đấy. Trời ơi, nhìn thêm nó cứng cáp dã man các bạn ơi. Hơi như tên ném gãy tay, thêm đứng im cho ném luôn kia kìa. Ù là trời, có đôi mắt của Batman. Batman đâu vào đây? Bắt luôn Batman, bay cao nào nhảy cao nào. Ý, 200 vàng. Mình đã trả thù dành cho Thên nhá. Thên vừa xong là hơi chủ quan, cũng hơi nhây. Bởi vì là Thên để cho Hayate bắn rất là nhiều. Giờ chắc chắn một điều là team địch không dám lên đâu, chỉ có ở nhà mà thủ trụ thôi. Ba đường lính team mình cần phải được đẩy lính lên cao, sau đó chúng ta sẽ gây sức ép trụ nhá. Ví dụ như là ở đường trên như thế này đang có lính này. À, từ từ để mình băng vào cho. Lao vào. Ơ nhưng mà không có mục tiêu nào cả, chán ghê. Thôi thì tranh thủ ép trụ này. Đấy, Zuka cứ lấy trụ đấy đi nhá. Ok, thế là team mình đã có được một đường lính sơ cấp rồi. Giải tán. Tầm này là team địch bắt đầu hồi sinh dần ra mà team mình toàn yêu máu thì ui, lại đôi mắt của Batman sợ thế. Chỉ sợ Batman nó lao vào. Batman đâu? Đây rồi, quất luôn Batman hy sinh. Đấy. Batman mà combo nhanh thì cũng hơi bị sợ, nhưng mà vừa xong thì Batman hơi lề mề. Mình thấy đôi mắt của Batman xuất hiện rất lâu mà chả thấy bạn ấy tấn công, và cuối cùng là bạn ấy cũng đã bị team mình quay ngược lại. Còn hai cái trụ nữa thôi, cố gắng ép nốt. Thôi bây giờ mình nghĩ là team mình nên ăn cái con rồng ấy. Ăn rồng bây giờ là hợp lý này, để mình hỗ trợ đồng đội ăn rồng nhá. Ăn những mục tiêu lớn đi. Và lát nữa nếu như mà khó ép trụ quá thì phải đợi thêm cái con Caesar xuất hiện nữa. Không biết là có bao giờ các bạn được trải nghiệm cục vàng hay chưa? Các bạn được quẩy một vị tướng sở hữu cục vàng hay chưa? Thật sự là khi mà cục vàng ấy, cái phần lát trận thôi là cũng nổi bật giữa đám đông rồi, oai lắm. Khi mà sở hữu cục vàng kiểu quay trời bằng vung luôn. Thôi, bây giờ cố gắng làm sao mình sẽ bay thẳng vào nhá. Đây rồi, 200 vàng tiếp. May là chớp lấy cơ hội tiêu diệt được Azenka. Giờ là team địch đang thiếu người, team địch chỉ còn 4 người thủ nhà mà thôi. Mình cần một người và mở combat, bây giờ mình chưa có chiêu cuối. Ok, dù sao là team mình có 2 đường lính xuất cấp rồi. Bây giờ là có chiêu cuối rồi này. Trước khi kết thúc trận đấu này mình sẽ cần phải kiếm một vài mạng nhá. Nào team địch đâu? Zuka từ từ, ui dồi, Zuka đánh hổ báo thế. Bây giờ con Batman nó tàng hình đi đâu ấy? Thấy đôi mắt của Batman mà thôi. Vẫn là đôi mắt của Batman. Thôi bỏ qua Batman, mình sẽ xử lý Quillen. Bây giờ lao vào kích quạt trực cuối, múa thẳng mặt Quillen bốc hơi. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây, chứ còn team địch mất 3 người rồi. Hayate thì cũng pai pai nha rồi, pipi nha rồi. Bay nốt mặt Azenka này. Úi giời, Azenka vừa xong tốc biến. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.